X51 Story mến chào quý thính giả. Alexander Đại Đế được xem là một trong những tài năng quân sự kiệt xuất trong lịch sử cổ đại. Phong cách lãnh đạo khác biệt sẽ làm nên điều khác biệt. Ông mang trong mình dòng máu chiến binh thiên bẩm. Trong vòng 13 năm nắm quyền lãnh đạo cho đến lúc qua đời ở tuổi 32, đối đầu và giao chiến với nhiều thế lực quân sự hùng mạnh khác nhau, Alexander Đại Đế và đoàn quân thiện chiến của mình chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Sau mỗi chiến tích lẫy lừng, ông lại đặt tên mình cho các thành phố chinh phục được, có tất cả 70 thành phố mang tên Alexandria. Nổi tiếng nhất trong số này là Alexandria nằm ở cửa sông Nin vào năm 321 trước công nguyên. Cho đến ngày nay, địa điểm đó vẫn là thành phố lớn thứ hai của đất nước Ai Cập. Nhiều học giả cho rằng Alexander muốn chiếm đoạt thuật trường sinh bất tử do các pharaoh Ai Cập cổ đại truyền lại qua nhiều thế hệ và hiện thực hóa việc trường sinh. Sau đây X51 Story sẽ cùng quý thính giả tìm hiểu về cuộc xâm lăng Ai Cập để tìm thuật trường sinh của Alexander Đại Đế. Năm 334 trước công nguyên, vua Alexander Đại Đế của Macedonia phát động một cuộc viễn chinh xâm lược châu Á và châu Phi. Người ta đã nghiên cứu lộ trình tấn công của ông và thấy rằng sau khi đánh chiến xong ở khu vực Tây Á và Trung Đông, ông không tiếp tục đến Lưỡng Hà. Thay vào đó, đi đường vòng để chiếm Ai Cập và sau đó tiến mạnh về phía đông. Trước động thái bất thường này, một số nhà sử học cho rằng vùng đất trù phú và giàu có của Ai Cập đã thu hút Alexander. Cũng có nhiều học giả cho rằng Alexander muốn chiếm đoạt thuật trường sinh bất tử do các pharaoh Ai Cập cổ đại truyền lại qua nhiều thế hệ và hiện thực hóa việc trường sinh. Người Ai Cập thực sự tin rằng mọi người đều có thể có cơ hội sống lần hai. Trong thần thoại của họ, thần Osiris là hình mẫu của sự chiến thắng, cái chết và hồi sinh. Ông bị thần Seth giết hại, chặt xác thành nhiều mảnh, và cuối cùng nhờ phép thuật siêu nhiên của thần Isis và các vị thần khác, ông đã được hồi sinh. Đối với người Ai Cập cổ đại, cái chết không thể chế ngự hay chinh phục được, nhưng chết không có nghĩa là kết thúc sinh mệnh mà là mở ra một cuộc đời khác. Để đạt được sự chuyển hóa từ chết sang sống này, người Ai Cập cổ đại đã có những chuẩn bị đầy đủ. Ngoài các kim tự tháp, miếu thần, xác ướp, bùa hộ mệnh và đồ cúng quen thuộc, cuốn Ai Cập sinh tử kỳ thư cũng là một chỉ dẫn cần thiết cho người Ai Cập cổ đại trên con đường hồi sinh. Ai Cập sinh tử kỳ thư, hay còn gọi là kinh thánh của người Ai Cập cổ đại, là một trong những tài liệu mai táng nổi tiếng nhất được lưu truyền từ thời Ai Cập cổ đại. Nó thường được viết trên giấy cói, đặt trong quan tài hoặc giữa tấm vải liệm xác ướp. Ai Cập sinh tử kỳ thư luôn là một tài liệu quan trọng để nghiên cứu lịch sử và nền văn minh của Ai Cập cổ đại. Mỗi đoạn văn đầu và cuối đều có kèm theo lời phụ, nhấn mạnh tác dụng của các đoạn và nhắc nhở người chết những việc cần chú ý khi sống lại. Nội dung cuốn sách chủ yếu được chia thành 4 phần lớn. Một là giúp người đã khuất có được khả năng hoạt động trong cõi âm, đặc biệt là khả năng nói. Hai là mô tả nguồn gốc của các vị thần, chức năng và phạm vi hoạt động của họ liên quan đến thế giới bên kia. Ba là mô tả cách người chết sau khi chuyển sinh ban ngày sẽ đi thuyền mặt trời như thế nào để du ngoạn bầu trời, tới ban đêm sẽ đi đến âm phủ do thần Osiris thống trị, thưởng thức các đồ cúng tế để có được năng lượng cần thiết cho sinh mệnh vĩnh hằng. Bốn là đưa ra một chỉ dẫn để thành công vượt qua sự thẩm phán của thế giới bên kia để được sống lại, triển hiện cho người chết thấy cuộc sống tự do của người đã khuất ở âm phủ, trần gian và thiên đàng. Nếu nói rằng chức năng của văn tự khắc kim tự tháp là giúp các pharaoh tôn quý tái sinh trong kim tự tháp, thì cuốn Ai Cập sinh tử kỳ thư có xu hướng dành cho những người bình thường hơn, giúp những người chết sở hữu cuốn sách vượt qua phiên tòa thẩm phán tại âm phủ để sống lại. Người Ai Cập cổ đại tin rằng từ ngữ và hình ảnh đều có những chức năng đặc biệt, và một khi chúng kết hợp với nhau, chúng sẽ tạo ra ma lực thần bí. Vì vậy, cuốn Ai Cập sinh tử kỳ thư đã sử dụng phương thức hình ảnh và chữ viết để lưu truyền. Nhờ văn tự và hình ảnh minh họa dễ hiểu, đã giúp người chết có được chỉ dẫn liên quan tới thần, đánh bại ma quỷ, côn trùng độc và đến được bên kia thế giới. Vậy điều kiện và quy trình hồi sinh cho người chết vào thời Ai Cập cổ đại là gì? Họ sẽ sống như thế nào ở đời sau? Và những bí mật cốt lõi nào được ẩn giấu trong Ai Cập sinh tử kỳ thư? Trước khi tìm hiểu bí mật phục sinh cốt lõi của người Ai Cập cổ đại,
Trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu điều kiện và quy trình cụ thể để người chết phục sinh. Người Ai Cập cổ đại tin rằng, khi thần tạo ra con người thì Ngài đã giữ cho họ một vị trí ở đời sau. Nhưng dù có thực sự tái sinh được hay không thì vẫn cần phải đáp ứng một số điều kiện. Hai điểm quan trọng nhất là người chết khi còn sống có tuân thủ quy phạm đạo đức và luân lý xã hội hay không, có dựa theo các quan niệm tôn giáo phổ biến để chuẩn bị cho tái sinh chưa. Ngoài ra, người quá cố cũng cần được ướp xác sau khi chết để duy trì thân thể không mục, linh hồn bất tử, ca và ba, danh tiếng bất diệt và hình bóng trường tồn. Ca được cho là độc lập với cơ thể trần thế của con người, có thể di chuyển, ăn uống theo ý muốn nhưng bị hạn chế ở trong lăng mộ, nơi có thi thể, xác ướp, hoặc thậm chí là tượng của người đã khuất. Ba là một phần của linh hồn bắt đầu cuộc hành trình đi theo các vị thần. Tất nhiên, ướp xác chỉ là bước đầu tiên trong quá trình phục sinh. Người chết cũng phải trải qua một hành trình dài xuống âm phủ. Có rất nhiều trạm quan ải do các vị thần và ma quỷ canh gác. Người quá cố không chỉ phải chọn đúng tuyến đường mà còn phải cung cấp các ám hiệu hoặc mật mã tương ứng để được đi qua. Họ còn phải vượt qua sự thẩm phán của thần Osiris và 42 vị thần khác. Trong đó, phần gay cấn và hấp dẫn nhất của toàn bộ phiên thẩm phán chính là cân đo trái tim của người chết. Ở phía bên trái của cán cân đặt trái tim của người chết, và phía bên kia cán cân là một chiếc lông vũ tượng trưng cho chân lý và trật tự. Nếu người chết không có tội, thì cán cân vẫn duy trì cân bằng và người chết sẽ vượt qua thẩm phán. Nếu cán cân mất thăng bằng, dù quá nhẹ hay quá nặng, trái tim sẽ bị thần thú ăn mất. Linh hồn của người chết cũng sẽ biến mất hết và không còn khả năng tái sinh. Cho dù việc phải chịu sự thẩm phán của các vị thần là một điều khủng khiếp, nhưng một khi vượt qua nó một cách thành công, người chết có thể có được cơ hội sống lần nữa và có được cuộc sống vĩnh cửu ở thế giới bên kia như thần. Vì thế, tiếp nhận sự thẩm phán cũng rất đáng, để cho phép các linh hồn lần đầu tiên bước vào âm phủ có thể đi qua một cách suôn sẻ. Người Ai Cập cổ đại dựa trên quy trình tái sinh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng một loạt các chỉ dẫn trong cuốn Ai Cập Sinh Tử Kỳ Thư được người chết mang theo. Trong cuốn Ai Cập Sinh Tử Kỳ Thư có rất nhiều loại chú ngữ để người chết có đủ tư cách đi qua thế giới bên kia, bao gồm cả việc bảo tồn cơ thể, trái tim, tên và hình bóng của họ. Chính là như đã nói ở trên, để người chết giữ cho thân thể không bị hủy hoại, linh hồn bất tử, danh tiếng bất diệt và hình bóng trường tồn. Có thể nói, toàn bộ Ai Cập Sinh Tử Kỳ Thư đều nhằm mục đích lưu giữ linh hồn người chết, ca, và, ba. Trong chương thứ 61 và 89, người chết có thể sử dụng chú ngữ và điếu văn để khiến thi thể và, ca, của họ vẫn lưu lại trong lăng mộ, trong khi, ba, có thể đến nơi nó muốn đến. Người đã khuất phải làm theo những gợi ý trong cuốn sách để tìm ra mỗi trạm quan ải. Trong quá trình tìm kiếm các trạm đó, người Ai Cập cổ đại đã chuẩn bị nhiều loại chú ngữ cho người chết để đẩy lùi kẻ thù rình rập trên đường, bao gồm các câu thần chú chống lại rắn, chống lại côn trùng độc và thậm chí là câu chú chống lại ma nữ dẫn dụ người chết đi lạc đường. Sau khi đến trạm quan ải, người quá cố sử dụng những câu trả lời tiêu chuẩn trong cuốn sách để đối phó với những câu hỏi khó khác nhau của người canh gác. Trong một đoạn mô tả con đường đi đến thế giới bên kia, người sống cầu mong người chết, cầu mong bạn thoát khỏi băng vải quấn của xác ướp, mong bạn có thể tháo mặt nạ ra, mong đôi mắt như thần của bạn có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại, mong bạn thoát khỏi tình trạng ngủ mệt vô lực, hãy nắm lấy quyền sống bằng hai tay. Mỗi linh hồn muốn được hồi sinh cần phải chứng minh với các vị thần rằng mình đủ điều kiện để phục sinh. Ví dụ, trong chương 104, người chết nói lớn với các vị thần rằng anh ta là một thành viên trong số họ. Chương thứ 42 thì mô tả mỗi bộ phận hoặc cơ quan thân thể của người chết tương đồng với một vị thần cụ thể. Tất cả đều là nhấn mạnh quyền của người chết được tái sinh và hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Trong quá trình này, người chết cố tình nhấn mạnh rằng mình được các vị thần bảo vệ. Tôi chính là thần gia đại nạn không chết. Tôi chính là thần Osiris với tấm lưng bất động như một cây liễu kỳ dị. Sự bình an của tôi đồng nghĩa với sự ổn định của cả thế giới. Tóc tôi là thần Nan và khuôn mặt tôi chính là thần Montis. Trong đoạn chỉ dẫn trên, chúng ta có thể thấy rằng những người đã khuất tự xưng là hóa thân của thần gia, thần mặt trời và thần Osiris.
thần của thế giới bên kia, người cai quản âm phủ, và mỗi phần của cơ thể được tạo ra từ các vị thần khác nhau. Cơ thể của họ được bảo vệ bởi con mắt của thần Tut và Horus, và họ có quyền đi bước vào thế giới bên kia và tự do ra vào cõi âm. Tiếp theo, người đã khuất cần nhấn mạnh rằng mình có ích với tất cả các thần. Nếu những vị thần cần tôi cung tế nghe thấy rằng ngài muốn cướp lấy trái tim tôi, họ sẽ ngã xuống đất một cách yếu ớt và không thể thực hiện nhiệm vụ của họ, bởi vì vật cúng mà tôi đã chuẩn bị là thiếu yếu không thể thiếu được đối với họ. Sau đó, người đã khuất cần phải tự trần thuật rằng bản thân vô tội và tiếp tục thuyết phục các vị thần rằng bản thân đủ tư cách và xứng đáng được tái sinh. Nhưng vấn đề là, nếu tuân theo tiêu chuẩn hồi sinh của người Ai Cập cổ đại cả đời không được phạm lỗi lầm, thì sẽ có rất ít người có thể thành công. Vì căn bản không có người hoàn hảo, khi còn sống ai cũng mắc sai lầm. Vậy trước tình huống này, người Ai Cập cổ đại đã có những biện pháp ăn gian nào để giúp người chết vượt qua? Hóa ra là để ngăn người chết vô ý nói ra một số lời khai bất lợi, người Ai Cập cổ đại đã viết rất nhiều lý lẽ và câu thần chú trong cuốn Ai Cập Sinh Tử Kỳ Thư. Những từ này có hai tác dụng chính, một là làm cho người đã khuất có phẩm chất giống như thần, hai là kể những việc thiện lấy công chuộc tội. Nhờ đó, khi thẩm phán, người chết có thể vượt qua thử thách. Trong chương thứ 125 của cuốn sách, mô tả chi tiết quá trình kể những việc thiện lấy công chuộc tội. Tôi trong sạch bởi vì tôi chưa bao giờ phạm bất cứ tội ác nào. Tôi chưa bao giờ làm phiền lòng bất kỳ vị thần phụ trách một khía cạnh nào đó. Tôi không phải là loại người thích tranh cãi. Ngoài việc thanh minh rằng mình không phạm lỗi, người đã khuất còn phải tuyên dương phẩm hạnh của bản thân. Tôi đưa bánh cho kẻ đói, nước sạch cho kẻ khát, áo cho kẻ trần, và thuyền cho kẻ không qua sông được. Tôi dâng lễ vật cho thần tôn kính và đồ cúng cho người chết. Bằng cách liệt kê những việc làm tốt của bản thân trong đời, chẳng hạn như đối xử tốt với nhóm người yếu thế, thờ cúng thần linh và bày tỏ lòng kính trọng đối với người đã khuất, người chết một lần nữa chứng minh rằng mình có đủ tư cách để sang thế giới bên kia và xứng đáng được sống lại. Cuối cùng, để tăng cơ hội vượt quan, cuốn sách còn cẩn thận chuẩn bị một số lượng lớn những lời hoa mỹ để người chết ca tụng thần thánh. Tóm lại, để thuận lợi và làm hài lòng các vị thần cho mình hồi sinh, người Ai Cập cổ đại đã dùng mọi cách từ liệt kê công đức đến ca tụng thần. Tất nhiên, ngoài chỉ dẫn vượt qua âm phủ, cuốn Ai Cập Sinh Tử Kỳ Thư còn nêu rõ tất cả các vật phẩm cần thiết trong thời kỳ hồi sinh cho người chết, bao gồm ánh sáng mặt trời, không khí, nước và thức ăn để giúp người đã khuất lên thành công con thuyền triệu người do thần gia điều khiển và đến đời sau. Mặc dù mục đích cơ bản của Ai Cập Sinh Tử Kỳ Thư là hướng dẫn người đã khuất đi đến đời sau, nhưng không có mô tả chi tiết về đời sau sẽ như thế nào và ở đâu. Nhưng qua cuốn sách, chúng ta biết rằng đời sau theo như lời người Ai Cập thực chất chỉ là một phiên bản của thế giới hiện tại. Trong trí tưởng tượng của họ, con người không chỉ có thể hồi sinh từ cái chết mà còn có thể sống mãi mãi. Sau khi sống lại, con người có thể lấy lại đầu và tim, và phục hồi các chức năng khác nhau của cơ thể, chẳng hạn như thị lực, khả năng ngôn ngữ và khả năng ăn uống. Con người cũng có thể lao động như khi còn sống, đoàn tụ với gia đình ở thế gian này trong kiếp sau, rồi cùng nhau hưởng hạnh phúc gia đình. Quả thực, Ai Cập Sinh Tử Kỳ Thư có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với chúng ta trong việc tìm hiểu quan niệm về thế giới bên kia của người Ai Cập cổ đại. Một mặt, nó đòi hỏi mọi người phải nỗ lực và chuẩn bị về mặt tinh thần và vật chất khi sống, để có đủ khả năng tái sinh sau khi chết. Mặt khác, nó thể hiện tín niệm tôn giáo của người Ai Cập cổ đại, và trí tưởng tượng về đời sau, người chết sẽ có được sự sống lần thứ hai sau khi vượt qua sự phán xét của thần, và sống một cuộc sống tương tự như thế giới hiện tại. Từ cuốn sách này có thể thấy, người Ai Cập cổ đại rất dũng cảm đối mặt với cái chết và cố gắng chinh phục nó. Dù đứng trước thần chết, họ cũng không sợ hãi, nghiêm túc và kiên trì tận hưởng khoảnh khắc. Đây chính là điều đáng khâm phục ở người Ai Cập cổ đại. X51 Story luận bàn: Alexander Đại Đế tấn công Ai Cập để truy tìm phép trường sinh đến nay vẫn còn là một bí ẩn vì ông mất 11 năm sau cuộc chinh phạt Ai Cập. Đến nay cái chết của ông vẫn còn là một bí ẩn. Ngày 13 tháng 6 năm 323 trước công nguyên,
Alexander qua đời tại Babylon khi mới 33 tuổi. Thi hài ông được đặt vào một cỗ quan tài làm bằng vàng và trở về thành phố Alexandria an táng. Các tài liệu cổ ghi chép lại rằng sau một đêm yến tiệc linh đình, ăn mừng chiến thắng vẻ vang chinh phục Ấn Độ, Alexander Đại Đế trở về nhà trong tình trạng say mềm và bắt đầu lên cơn sốt cao. Ông mê man suốt 12 ngày rồi qua đời. Sự ra đi đột ngột và bí ẩn ở tuổi 33 của một con người vĩ đại nhất trong lịch sử suốt hơn 2.300 năm qua đã truyền cảm hứng tìm tòi và nghiên cứu cho không chỉ các nhà sử học và khảo cổ học. Rất nhiều người thuộc đủ các ngành nghề trên thế giới cũng muốn đi đến tận cùng điều bí ẩn này theo cách riêng của họ. Trong số đó, một cựu giám đốc cảnh sát người Anh tên là John Grip, từ lâu đã dành thời gian và tâm huyết để thu thập những kết quả nghiên cứu, thông tin liên quan đến cái chết của vị vua lừng danh này. Theo ông, năm giả thuyết có tính thuyết phục nhất bao gồm bị đầu độc, sai lầm y khoa, bệnh sốt rét, virus West Nile và tình trạng tuyệt vọng. Trung tâm nghiên cứu độc dược Tân Tây Lan cho rằng cơn hấp hối của Alexander Đại Đế kéo dài tới 12 ngày với các triệu chứng điển hình là sốt, nhức đầu, mất tiếng nói, hôn mê. Nếu đúng ông bị đầu độc, khoảng 20 loại độc dược đã gây ra các triệu chứng như thế. Theo một nghiên cứu của bác sĩ Robert Arnott, giám đốc Trung tâm Lịch sử Y dược Đại học Birmingham, Anh, loại độc dược khả nghi nhất là rễ cây hellebore. Cây này mọc nhiều ở miền Trung và Nam châu Âu. Ở thế kỷ 6 trước công nguyên, người ta cũng từng sử dụng loại độc dược này để đầu độc nguồn nước của một thành phố thù địch đang bị bao vây. Nếu nhiễm độc nặng, nạn nhân sẽ sốt cao, hôn mê trong nhiều ngày rồi chết. Miêu tả này giống với những triệu chứng được ghi chép trong trường hợp của Alexander Đại Đế. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.